Chào mọi người, mình vừa tạo hình thẩm mỹ mắt cho khách hàng là format to hạ sách nha. Bây giờ mọi người cùng nhìn ảnh của bạn ấy lúc trước khi làm. Đây, mình quay từ trên xuống để mọi người có thể thấy được là mắt bạn ấy cái đặc điểm là da trùng mí dưới rất là nhiều, mắt bé và sách ạ. Đây, mọi người thấy không ạ? Và đây là kết quả của mình sau 60 phút. Mình zoom lại gần để cho mọi người nhìn nhé. Đây, toàn bộ vết khâu đều giấu ở dưới da nên là không bị lộ chỉ nhé. Đây là mình khâu theo phương pháp khâu thẩm mỹ, loại bỏ toàn bộ da trùng mí dưới và kết hợp là mí ngoài, mắt ngoài, kích mắt to cho khách. Và sau kết quả này mắt rất là to, form mắt Trung Quốc đây mọi người nhé. Đấy. Ai quan tâm đến việc tạo hình thẩm mỹ mắt to thì inbox mình tư vấn thêm nhé. Cảm ơn mọi người ạ.